Với nhiều người, có lẽ Mitsubishi ASX là một sản phẩm khá xa lạ. Thậm chí, có không ít khách hàng còn chưa nghe qua bao giờ, bởi đây là sản phẩm chỉ được hãng xe Nhật phân phối riêng tại thị trường Âu Châu. Thế nhưng, để dễ dàng hình dung hơn, ASX chính là tên gọi khác của mẫu Outlander Sport được định danh tại Mỹ và một số thị trường khác. Trong khi đó, ngay tại quê nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada, chiếc crossover được gọi là RVR. Mitsubishi ASX đời mới ở châu Âu được hãng Mitsubishi phát triển lại thương hiệu từ Renault Captur. Dòng xe này được bán ra từ tháng 3 năm 2023 với 3 phiên bản động cơ. Giá bán sẽ công bố gần thời điểm bán ra. Từ cái nhìn đầu tiên ở phần ngoại thất, ASX 2023 sở hữu nhiều chi tiết giống với mẫu Renault Captur. Điển hình như đèn pha hay vành xe, cho đến các hốc gió. Về trang bị động cơ, ASX cũng giữ nguyên các tùy chọn từ Captur. Bản thấp nhất là loại 1 lít 3 xi lanh, công suất 90 mã lực. Bản 1,3 lít turbo có 2 mức công suất và kèm công nghệ hybrid nhẹ. Kết hợp hộp số sàn 6 cấp, xe có công suất 138 mã lực và nếu là hộp số ly hợp kép 7 cấp, sức mạnh là 155 mã lực. ASX cũng là mẫu hybrid thực sự đầu tiên của Mitsubishi bán ra ở châu Âu. Với bản động cơ 1,6 lít kết hợp hai động cơ điện và hộp số tự động đa chế độ, phiên bản này có công suất 141 mã lực. Cao cấp nhất là bản 1,6 lít plug-in hybrid. Hệ thống kết hợp hai động cơ điện với pin 10,5 kW giúp ASX có thể đi được 49 km chỉ bằng điện, công suất xe là 157 mã lực. Bên trong khoang lái, hãng xe đưa ra nhiều tùy chọn cho khách hàng. Phía sau vô lăng trang bị màn hình kỹ thuật số 10,25 inch với định vị 3D. Người mua cũng có thể lựa chọn loại màn hình 7 inch hay thậm chí là 4,2 inch với đồng hồ analog. Màn hình xe cũng có nhiều biến thể, màn hình nằm ngang kích thước 7 inch hoặc dọc 9,3 inch. Các màn hình kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto. Từ đó, người lái có thể chọn chế độ lái, điều khiển các tính năng giải trí và chỉnh ánh sáng theo 8 màu sắc khác nhau. Mitsubishi ASX vẫn giữ kích thước nhỏ gọn 4.228mm dài, 1.797mm rộng và 1.573mm cao. Hàng ghế sau có thể trượt giúp tùy chỉnh không gian để chân hoặc ưu tiên để đồ trong cốp sau. Dung tích để hành lý có thể tăng từ 332 lít lên 401 lít nhờ tính năng này. Mẫu crossover thế hệ mới trang bị một loạt hệ thống an toàn như cảnh báo va chạm phía sau với hỗ trợ phanh khẩn cấp, phát hiện người đi bộ và đi xe đạp, giữ làn chủ động và nhận diện biển báo giao thông. Bên cạnh đó là hệ thống giám sát điểm mù, cảnh báo tốc độ, điều khiển hành trình thích ứng và hỗ trợ đèn pha. Những phiên bản cao cấp có công nghệ hỗ trợ tài xế MI Pilot của Mitsubishi.